Thưa quý vị, trên màn hình là tập đoàn Hoàng Gia, nằm trong top 100 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương năm 2017, top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, cùng với những hình ảnh vinh danh người đứng đầu là ông Đỗ Thanh Tâm tại lễ vinh danh doanh nhân bản lĩnh trí tuệ năm 2017. Với những thành tích ấn tượng như vậy, nhưng đến nay đã có 319 đơn thư tố cáo của công dân ở 24 tỉnh thành phố trong cả nước tố cáo hoạt động bất chính của tập đoàn này. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk, nơi tập đoàn này đang đứng chân, đã vào cuộc xác minh, làm rõ và cấm xuất cảnh với tổng giám đốc tập đoàn là ông Đỗ Thanh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia. Trước đó, đầu năm 2019, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện công ty Hoàng Gia có nhiều hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 27 tháng 3, công an an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phân công nhiệm vụ để xác minh điều tra. Quá trình điều tra cho thấy phần lớn các khách hàng góp vốn cho công ty Hoàng Gia vay tiền ban đầu đều được trả lãi cao kèm theo nhiều ưu đãi. Mục đích của Hoàng Gia là khuyến khích khách hàng góp vốn ngày càng nhiều, sau đó tuyên bố giãn thời gian trả nợ, giảm lãi suất. Gói lớn mà mình xoay vòng không cho đồng tiền chết thì có thể lời gấp 3 đến gấp 4 lần. Còn nếu như mình cắt đồng tiền nó đi, đồng tiền mà họ trang trải cho mình á, thì chỉ có lời một gấp đôi. Vậy thôi, làm từ đó thì nhiều người say mê vào thôi, càng ngày càng cuốn hút, rồi càng ngày thấy lợi nhuận như vậy thì lại giới thiệu người khác và rủ người khác, cứ thế là thành đông người lên thôi. Hiện tại cái số tiền gốc của tôi bỏ vào 864 triệu, nếu thực hiện hợp đồng đủ 20 tháng là tôi sẽ được 1 tỷ 720 triệu đấy. Đó. Nhưng cho đến bây giờ thì mới thực hiện và chi trả được 500 triệu trên tổng số tiền gốc. Như vậy là cho đến bây giờ ngay cái tiền trả đủ gốc cho tôi cũng vẫn chưa đủ, đang còn thiếu nợ cả 400 triệu, chưa nói đến trả gốc và lãi tiếp theo. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 319 đơn của công dân ở 24 tỉnh thành trong cả nước tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm, giám đốc công ty tập đoàn Hoàng Gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền còn nợ khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài làm việc với 95 bị hại ở Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị công an các địa phương phối hợp xác minh, lấy lời khai đối với những người có liên quan.